Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mito Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngắt ngay từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mito Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Nói đã từng khiến nhiều người chết đi sống lại, nhưng hóa ra nó lại là một miền ký ức to lớn về Luis Dani. Cả thế giới đã chờ đợi trận lượt về giữa Man United và Real Madrid tại Champions League năm 2012-2013. Đơn giản vì đây là cặp đấu cân bằng nhất, hai đội được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên được chú ý nhiều nhất. Hơn nữa, đó lại là lúc Cristiano Ronaldo trở về mái nhà đã nuôi dưỡng anh bao năm. Lần đầu tiên trở lại Old Trafford sau thương vụ kỷ lục thế giới 80 triệu bảng. Người Manchester vẫn rất nhớ anh. Trên bốn bề khán đài, các Munizen gọi tên anh, các băng rôn kêu gọi Ronaldo về nhà. Nhưng dĩ nhiên, họ hiểu là Ronaldo có mặt ở đây để đánh bại quỷ đỏ. CR7 được kỳ vọng sẽ có trận đấu để đời với các đồng đội cũ, tương tự những gì anh đã làm được trong quá khứ năm 2007-2008 huy hoàng tại sân Old Trafford. Trở lại trận đài chiến ngày 5/3/2013, Old Trafford chào đón Ronaldo trở về. Nhưng đội quân quỷ đỏ thì không, MU muốn biến Real và Ronaldo thành khán giả của giải đấu này. Với ông chủ Van Persie đạt phong độ cao ở tuyến đầu, cũng với những gì tốt đẹp nhất trong những năm tháng cuối cùng của Giggs, những ngày tháng tươi đẹp nhất của Nani và của Welbeck. MU của Sir Alex đã từng là đội bóng không bao giờ run sợ, cho dù Real Madrid hùng mạnh khi đó được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, nhà đương kim vô địch La Liga. Quỷ đỏ trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, hoàn toàn lấn lướt trước những vị khách đến từ xứ sở đầu bò. Người ta mong đợi một trận đấu giàu tính chuyên môn hơn là một cuộc đọ sức kiểu đại kình địch. Real Madrid bất cứ khi nào cũng được đánh giá nhỉnh hơn Man United một chút, nhưng tỷ số hòa 1-1 trên sân Bernabeu đã khiến người hâm mộ lầm tưởng về sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Đã có sự cân bằng, thậm chí Man United đã chơi hay hơn đội bóng hoàng gia trong hiệp đấu đầu tiên, hàng tá cơ hội được các cầu thủ áo đỏ tạo ra. Persie bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, Welbeck đá hỏng một pha đối mặt, Giggs cũng có cơ hội cho riêng mình, thậm chí Vidic đánh đầu đập cột dọc, còn Welbeck thì bỏ lỡ trong pha đá bồi. Nhưng dưới sức ép nghẹt thở đó, chuyện Real thủng lưới chỉ là sớm muộn. Sức ép của MU tạo ra lớn đến nỗi người đeo băng đội trưởng Sergio Ramos tự đá phản lưới nhà ở phút 48. Nhưng rồi thực tế phũ phàng vẫn xảy đến, Real Madrid thường thắng Man United ở thời điểm quyết định và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, chìa khóa mở ra chiến thắng có vẻ như đã sai. Bằng trí tưởng tượng phong phú, trọng tài Kakia tạo ra chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi bậc nhất lịch sử giải đấu dành cho Nani ở phút 56. Đoàn quân quỷ đỏ đang tấn công dồn dập, bỗng nhiên mất đi cầu thủ giàu đột biến nhất của mình. Nani bị đuổi trong tình huống mà Abeloa mới thực sự là người phạm lỗi. Rồi những gì xảy ra sau đó đến hôm nay đã trở thành lịch sử. Real Madrid nhờ chơi hơn người dần lấy lại thế trận. Một cú nã đại bác siêu phẩm của Luka Modric không chỉ cứu giúp tương lai của cầu thủ này mà còn cho cả Real Madrid nữa. Nếu không có bàn thắng ấy, có lẽ Modric đã bị bán cũng chưa chắc là FIFA The Best năm 2018. Chỉ 3 phút sau, Ronaldo đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Ghi bàn xong, Ronaldo giơ hai tay xin lỗi người hâm mộ đội bóng cũ, xin lỗi tất cả vì anh đã ghi bàn. Việc bị thua một trận đấu, thậm chí là một trận chung kết đôi khi cũng không quá to tát nếu nó là chân lý. Đằng này, Man United thua theo cách mà cư dân mạng đã truyền tay nhau một câu nói hết sức hài hước nhưng chứa đựng nỗi đau vô hạn của các Munizen. Người yêu bỏ, không đau bằng thẻ đỏ Nani. Đấy, sự việc đêm hôm đó chỉ là anh chàng ham bóng Nani lỡ đạp vào bụng đối phương mà hệ lụy dẫn đến một trận thua không công bằng như chính huấn luyện viên Jose Mourinho đã thừa nhận. Đội chơi hay hơn ngày hôm nay đã thua, hệ lụy là một trận thua đã đành. Đằng này, chiếc thẻ đỏ mà ông Kuneka kia rút ra còn khiến cho các Munizen đau như chết đi sống lại với câu nói sát muối phía trên. Đó là đánh giá của người ngoài cuộc, của những ai quan sát tình huống chớ treo đó ngay tại nhà hát của những giấc mơ hoặc là qua màn hình vô tuyến. Vậy còn những người trong cuộc thì như thế nào? Đây là một câu chuyện được Nani kể lại sau chiếc thẻ đỏ nghiệt ngã mà anh ấy được nhận trong trận đối đầu với Real Madrid. Hãy cùng Mr. Zero hồi tưởng lại để cảm nhận những cá tính và con người thành Manchester ra sao. Khắp các khán đài Old Trafford đang rất cuồng nhiệt, những tiếng vỗ tay của vũ đội Glory, Glory, Man United được vang lên từ mọi hướng. Tôi cảm thấy rất phấn khích. Hiện giờ đang là phút 52 và chúng tôi đang nắm giữ lợi thế.
mình cũng đang thi đấu tốt và không phụ lòng Celeste đấy chứ. Cần thi đấu tốt và nhiệt hơn nữa. Trong đầu tôi lúc đó chỉ suy nghĩ như vậy. Bóng bật ra sau một tình huống phạt góc, tôi chạy theo quả bóng đang bay trên không trung. Mình phải phá nó ra. Bỗng nhiên đâu đó một cầu thủ đối phương cũng lao vào. Chết rồi, mình hơi cao chân và không kịp rút nữa. Rầm rầm. Tôi ngã xuống sân, có vẻ như là mình vừa cao chân với một ai đó bên họ. Làm sao bây giờ? Đứng dậy và phân trần với trọng tài. Nhưng liệu đứng dậy, ông ta sẽ nghĩ mình cố ý trong tình huống đó? Liệu bị thẻ đỏ sẽ ra sao? Và tôi vẫn tiếp tục nằm mà không dám đứng lên. Không một cầu thủ bóng đá nào của Real nói trên sân là tôi cố ý hay tranh cãi với trọng tài về tình huống đó. Đâu đó trên sân là Rio Ferdinand đang phân trần với Kunitska kia để nói rằng Nani, anh ta không cố ý trong pha bóng. Tôi ngồi dậy và nói với ông ta rằng pha bóng thực sự tôi không cố ý vì Abeloa lao đến. Không cố ý ư? Tôi đã có cảm giác rất sợ khi nghe tay trọng tài này nói như vậy. Lại đây, tôi chậm chậm lại theo tiếng gọi. Xin lỗi cậu, nhưng pha bóng này xứng đáng nhận thẻ đỏ. Cái gì? Ông bị sao vậy? Thẻ đỏ dành cho tôi. Câu nói mà tôi không thể kiềm chế trước khi thẻ đỏ được rút ra. Đâu đó là tiếng người đội trưởng Rio. Tên người thổ kia, ông bị điên à? Có biết rằng đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng và pha bóng đó thực sự không có ý không? Xin lỗi, đó là quyết định của tôi và mọi thứ sẽ không được thay đổi. Kunitska kia đáp. Thẻ đỏ cho mình ư? Thẻ đỏ cho mình ư? Tôi liên tục lảm nhảm câu nói ấy và đi ra sân trong trạng thái vô hồn. Không còn nghĩ ngợi được gì. Thẻ đỏ, mình đang thi đấu tốt cơ mà. Tại sao lại thẻ đỏ? Đôi mắt tôi lúc ấy trợt liếc về Charlotte. Trên khuôn mặt ông ấy là một màu đỏ, biểu hiện cho sự tức giận. Bỗng nhiên tôi sợ, trước trận đấu Charlotte có gọi điện thoại cho tôi rằng Nadia, đã đến lúc cậu quay trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng rồi đấy. Đừng phụ lòng tôi nhé. Khóe mi tôi bỗng nhiên trào nước mắt. Tại sao? Tại sao? Một mùa giải đáng vứt đi với mình thì quá nhiều chuyện. Mà giờ đây, khi có cơ hội tỏa sáng, chú lại đối xử với tôi như vậy. Không thể nào. Charlotte, những người anh em còn lại đang chiến đấu trên sân và còn cổ động viên nữa. Tôi biết nói ra sao với họ. Trong trạng thái mất hồn, tôi không còn một cảm giác gì nữa. Tiếng bước chân chậm chậm đi theo phản xạ với một người trong ban huấn luyện và phòng thay đồ. Tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế, một không gian yên tĩnh đến sợ. Trong tâm hồn tôi lúc đó là một nỗi sợ hãi bao trùm lấy. 10 người, MU sẽ đá ra sao? Nếu họ thua, mình tôi sẽ là tội đồ ư? Rút chiếc điện thoại ra lúc đó, tôi run run khi chạm vào từng con chữ trên bàn phím nhắn cho người đồng hương BB. Tỷ số là sao rồi? Đúng là trong mỗi con người, không gian im lặng luôn thật đáng sợ. Tuổi thơ của tôi phải trải qua những khó khăn khi phải ăn trộm hạt quả sống qua ngày hay đánh nhau với bọn trẻ đường phố. Nhưng chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. Thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ trận đấu đã kết thúc, không một tin nhắn kết quả. Có lẽ nào, MU đã. Nước mắt tôi lại rơi, mình làm sao như thế này? Ám ảnh chiếc thẻ đỏ cứ hiện diện trong đầu tôi lúc này. Được 10 phút sau, những cầu thủ Percy, Rooney, Giggs, Ferdinand bước vào. Một bầu không khí u ám đến đáng sợ, vẻ mệt mỏi hiện trên từng nét mặt của họ. Chỉ vì mình, mình là thằng khốn nạn đã phá hỏng tất cả. Nani ơi, sao lúc đó mày lại ham bóng như vậy? Thời gian cứ thế trôi đi, vẫn chỉ là một không gian im lặng đến nỗi dù chỉ là tiếng động nhỏ nhẹ nhất cũng đủ cho ai cũng nghe thấy. Bỗng một lúc, Rio bật dậy đi về phía tôi, anh ta nói, chiếc thẻ đỏ và chúng ta đã thua rồi. Tôi, cái gì mà tôi, cậu là kẻ tội đồ đấy biết không? Cơ mà hôm nay cậu đã hay lắm, rất xứng đáng những gì kỳ vọng, Rio nói. Nhưng chúng ta đã thua, khó khăn lắm tôi mới nói nên lời. Thua thì đã làm sao? Rio đáp tỉnh bơ. Đôi khi đã hay đến mấy mà chúa đã tính vào số thì phải chịu thôi, anh ta cười. Bỗng nhiên trong phòng thay đồ là những tiếng cười. Percy, Raphael lên tiếng. Percy, Nani ạ, cứ coi đây là một bước vấp ngã đi, không ai trách cậu đâu. Tôi cũng đã từng bị một chiếc thẻ đỏ với Barcelona bởi trong một tình huống không đáng có. Cậu không đáng buồn trong tình huống mà vị trọng tài kia đã tưởng tượng ra chiếc thẻ đỏ. Raphael, em hiểu cảm giác của anh, thật là khó nước trôi và sợ hãi. 3 năm trước em cũng đã. À mà không sao, thua lần này coi như là nỗi đau để năm sau chúng ta mạnh mẽ hơn. Và những lời động viên của các cầu thủ khác trong lòng tôi bỗng dịu lại. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác những người đồng đội họ như những anh em ruột thịt đã làm trái tim tôi ấm lại sau cơn sợ hãi đến tột độ. Tiếng cười đùa và những câu chuyện để xua tan ngày thua được các cầu thủ nói rôm rã. Nhưng một lúc sau không khí lại im lặng đến đáng sợ. Charlotte bước vào. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ông ấy. Từng lời nói của Sir trước trận. Nania, đến lúc cậu quay trở lại và tỏa sáng cùng đội bóng rồi đấy. Đừng phụ lòng tôi nhé. Cứ vang lên trong đầu tôi. Sir tiến gần về phía tôi, đôi tay ấm áp cứ đặt nhẹ nhàng vào vai tôi và cất tiếng. Ngẩng đầu lên đi nào chàng trai. Nhưng tôi, lại một lần nữa tôi không thể nói nên lời. Cậu sợ chỉ vì thua ư? Ừ thì chúng ta đã thua và cậu đã có một trận đấu đáng quên. Nhưng hôm nay cậu đã tốt lắm. Tốt ư? Chiếc thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ là do trọng tài, Sir đáp. Với tôi trận đấu đã không còn quan trọng nữa. Hãy đứng lên và chứng tỏ mình đi nào. Cậu đang nợ đội bóng và người hâm mộ nhiều thứ đấy.
Sơ liền nói tiếp: còn các chàng trai kia nữa, thua thì đã thua, không ai trách các cậu đâu. Đứng dậy và chiến đấu tiếp cho hai mục tiêu còn lại đi nào. Đừng quên các cậu đang nợ người hâm mộ chiếc cúp thứ 20 đấy. Trong tôi và lúc này, Manchester United không chỉ đơn thuần là một đội bóng nữa. Nói riêng ở Việt Nam, đa số những bạn trẻ hâm mộ MU theo dõi trận đấu đó cũng như là có thông tin sau trận đấu đều tỏ ra bực bội, xen lẫn tiếc nuối. Làm sao mà đội bóng của họ có thể thua chóng vánh như vậy được? Làm sao Nani lại bị đuổi với quyết định nặng tay như thế? Tất nhiên, tình huống đó có phần đúng khi Nani được cho đi tắm sớm. Nói như vậy để biết được sự may rủi trong các quyết định của trọng tài. May mắn thì nhận thẻ vàng, còn không may mắn thì lãnh trọn hậu quả. Vì thực tế, đó hoàn toàn là một pha phạm lỗi nguy hiểm dù không có chủ đích. Còn bạn suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, Nani có xứng đáng nhận chiếc thẻ đỏ trong tình huống đó hay không? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh và đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.